Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục trở lại với video tiếp theo của Lương Phi. Hiện tại Phi đang có mặt ở thôn Ra Lăng, xã Dơ Ngay, huyện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam. Thì suốt một đoạn đường dài Phi đến đây cũng khá là xa. Từ nhà Phi lên đây thì đi tầm 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi quý vị. Nơi đây thì cũng rừng núi bao phủ rất là nhiều, người dân cũng rất là khó khăn. Thì nhắc đến cái hoàn cảnh của hai vợ chồng mà của em Rabat Chan và em Cố á, thì vừa rồi Phi có chia sẻ là hai vợ chồng trẻ mà có người vợ là có bầu mà bị những cái khối u li ti và cái gương mặt bị có khối u quý vị, và người chồng bị tai nạn giao thông lúc trước á, tật nguyền đó quý vị. Thì sau khi Phi chia sẻ lên cũng được rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm giúp đỡ. Hôm nay thì Phi cũng được biết tin là em Cố đã xuất viện rồi. Em đã sinh ra một đứa con gái rất là dễ thương. Phi cũng được tin báo là hai vợ chồng nay đã về nhà, về lại trên quê hương. Thì Phi cũng đã lặn lội lên đây để hỏi thăm, động viên cũng như là chia sẻ cái phần quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ. Ok, hiện tại Phi đang có mặt ở nhà của Chen và Cố, là hai vợ chồng trẻ người đồng bào dân tộc Cơ Tu thuộc miền núi của tỉnh Quảng Nam. Ok, thì quý vị cùng Phi đi vào bên trong để thăm gia đình của Chen cũng như là đứa con gái mới chào đời của vợ chồng Chen luôn ha. Rồi, xin chào chào mẹ, chào vợ chồng Chen ha. Chào anh ạ. Đây là mẹ Chen đúng không? Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Bác năm nay 70 hả? Chục. Nhớ không? Có nhớ không? Các con nhớ mà cái mơ có cái chuyện có hôm nay chứng minh. Chứng minh. Kiểu ở trong chứng minh chắc cũng tầm 70 mà. Tầm 70. Dạ. Nói chung những người trên miền núi là thường thường là không có nhớ bao nhiêu tuổi đúng không? Cứ khoảng khoảng là bao chừng đó tuổi thôi. Dạ dạ, kiểu họ ta thấy trong chứng minh bữa trước năm mấy năm trước thì họ làm thì cũng không chính xác. Ừ. Rồi, hai vợ chồng với lại bé về lúc sáng đúng không? Dạ. Là mình sinh em bé được mấy ngày rồi? Sinh từ em... ngày từ đúng y từ mùng 6 tháng 3 là mổ, hồi mổ. À mổ hả? Mùng 6 hả? Dạ, mùng 6 tháng 3. Ngày 6 tháng 3 là mổ. Dạ. Mổ là lúc buổi sáng hay buổi tối? Buổi sáng. Buổi sáng. Lúc 9 giờ. 9 giờ sáng mổ. Dạ. Là được bé được nhiêu ký? Được 2,6 kg. 2,6 kg. Dạ. Là bé gái đúng không? Dạ. Phi cũng nghe được cái tin là em Cố là được sinh ra được bé gái. Nó giống ai vậy? Không biết, giống ai. Không biết. Thôi, giống ai cũng được hết, miễn là có con là được rồi. Thì nói chung là em hai đứa trước là bị sảy rồi đúng không? Dạ, bị thai lưu hết. Dạ, bị đứa này là nó sinh ra là nó được lành lặn. Dạ. Rất là dễ thương. Đó thì cũng chúc mừng cho hai vợ chồng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Còn Cố có khỏe không? Vợ em có khỏe không? Cố thì bình thường. Cũng bình thường. Có lúc cũng bị đau cái chỗ vết mổ. Vết mổ nó bị đau. Dạ. Giờ nó cũng chưa có khô chỉ đúng không? Dạ, bởi vì chưa khô. Cháu nó có ngon không? Dạ, kiểu như ban ngày thì thấy nó ngon, nó ngủ bởi vì cho nó uống sữa với lại thì nên nó ngủ, còn ban tối thì nó thường hay thức khóc rồi mẹ mới dậy mới mệt mỏi như thế này. Buổi tối là cháu nó thức nó khóc hả? Dạ, thường hay khóc. Còn ban ngày nó ngủ. Dạ. Như vậy là uống sữa ngoài đúng không? Dạ. Uống sữa ngoài. Sữa mẹ không được. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói không cho uống sữa mẹ hả? Dạ. Vì mình thả bác sĩ thấy mẹ như thế này kiểu sợ nó lây con cho con. Sợ nó nhiễm, con nó nhiễm giống như mẹ hả? Dạ. Thì em Cố là khắp người là có những cái khối u li ti li ti. Mới bị cái cục to hả? Dạ. Chỗ nách đó hả? Mới bị. To chừng nào? Nó to chừng nào? Đó, thôi được rồi. Tì mình còn tì mình chồng. Thôi được rồi.
Mình mà chờ rồi luôn cho mà chẳng mà. À, pháp người là nổi những cái khối u li ti quý vị. Thì nên bây giờ bác sĩ không có cho em bé là nói mẹ là không cho uống sữa sữa mẹ. Nên phải mua sữa ngoài đúng không? Dạ. Uống sữa ngoài. Hiện tại là bé được 6 ngày tuổi. Cũng rất là kháu khỉnh. Thôi cố gắng cho con chăm sóc cho con ha. Dạ. Con mắt của em là giờ nó sụp xuống luôn hả? Dạ. Nó sệ xuống rồi. Giờ nó sệ xuống nhiều hơn hả? Dạ. Sau xưa thì chưa đến giờ bây giờ bị nó là mà ở trên rồi. Này là mình có kiêng cử gì không? Mới sinh gì có kiêng cử gì không? Dạ cũng có. Cũng có hả? Dạ. À. Thấy cửa rồi nó cũng trống gió, nó có sợ gió không? Sợ. Hả? Sợ. Sao nhà mình có xíu như này đó hả? Dạ. À, thì nhà của hai vợ chồng chúng cũng có một gian nhỏ như này thôi quý vị. Đó. Rồi chỗ này trời mưa nó có giọt không? Dạ có, giọt đó ngay cả miếng tôn bị à. Lũng hết rồi. À. Cổ gốc nó lạnh giống như là... ở đây thì nó bị dột hết rồi, nó ra hết. À, chỗ nó bị dột hả? Dạ. Nhưng mà cái nhà này là chung vô hay sao? Chung vô mấy người hay sao? Hồi xưa là có chung. Hồi xưa là làm chung rồi. Dần dần chia nhau đó. Là mấy anh em của Chen đó hả? Hay sao? Ê, anh em bên đây... Mà... hay là anh em của ba? Anh em của ba. À, anh em của ba đúng không? Là mấy đúng. Anh em? Mấy anh em là chung với nhau là xây cái nhà này. Ừ. Bây giờ là ba của Chen là mất rồi hả? Dạ, mất rồi. Ba Chen mất rồi năm 92 ạ. À, ba Chen mất năm 92 nên giờ là Chen có được cái gian nhỏ thì này. Dạ. Còn mấy cái gian kia là để cho mấy người chú, người bác hả? Dạ, cái gian chính kia là cho thờ, gian làm nhà thờ. À. Cho thờ cúng. Là lúc trước giờ là hai vợ chồng ở đây luôn hả? Hay sao? Dạ ở đây còn mấy như là tù TV là kiểu để hai vợ chồng có cái tiền là kiểu tiền trợ cấp bên nhà nước trả cho là thì phải nhịn ăn nhịn uống đồn để mà mua được á. Ừ. Mua được là nhịn ăn kiểu nó không có hai ba tháng thì mới mua được một cái giống y như TV bởi vì thấy tội mẹ của già thì cứ đi này đi kia chỗ nhà người này kia không có gì thì sao nên cũng bàn với vợ mẹ hai vợ chồng cũng có tiền để mà họ trợ cấp nhà nước trợ cấp thì cũng chỉ để nhìn ăn thì uống thì xem tiền dùng cái tiền á. Mẹ trên là để... có được mấy người con? Dạ đúng là có được là 5 người con ạ. 5 anh em hả? Dạ. À. Nhưng mà họ để là theo mỗi người có một con cánh nhưng mà họ khăn cánh của họ đều khó khăn hết à. Không ai giúp được bởi vì họ cũng không nói rằng họ cũng có con cái rồi có gia đình hết rồi. Dạ họ cũng lo cho gia đình của họ rồi. Cháu nó có chịu uống sữa không? Dạ có hả? Có hả? Có. Chịu uống sữa? Dạ. Bây giờ cái tình thế phải chịu thôi chứ đáng lẽ ra uống sữa mẹ thì nó tốt. Đúng rồi nhưng mà rồi. Do như thế thì bây giờ là cố có sữa không? Không à, không có sữa hả? À, cũng không có sữa luôn. À, bây giờ là uống sữa ngoài là cái bình sữa đó hả? Sữa đó mấy bao nhiêu tiền một bình một lon vậy? Bao nhiêu cái này là chị Lệ mua cho hai vợ chồng không biết bao nhiêu. À. Bữa trước là sinh đẻ là hết bao nhiêu tiền nhớ biết không? Dạ trước cũng không phải là kiểu là sinh đẻ là chỉ là bên họ lo có bảo hiểm ạ. À, còn dư cái tiền đó. Dạ. Là giờ mình giữ đó rồi mình lo cho con, lo cho vợ, bữa sau mình thúc yeah. Đó, ha. Yeah. Cũng cái tiền đâu bữa trước cũng mua mấy cái đồ như là khăn quần áo, đồ cho bé. Yeah. Thì sữa này, sữa kia. Để dành rồi mua sữa, yeah. Mua sữa chứ còn bây giờ con nó không có sữa mẹ thì bây giờ mình phải mua sữa ngoài thôi. Yeah. Ha.
để dành tiền đó rồi mình mua sữa ngoài. Thì hôm bữa Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi cho vợ chồng Chen số tiền 15 triệu ha. Để hai vợ chồng có điều kiện đi sinh cũng như là lo cho cháu. Cái quan trọng bây giờ là lo cho cháu uống sữa, tại vì cháu nó không có uống sữa sữa mẹ được quý vị, phải uống sữa ngoài. Và đặc biệt là em cố với những cái khối u li ti khắp người, không biết bữa sau sẽ như thế nào. Trong người có đau nhất không? Có. Cũng có hả? Đau trong đầu. Trong đầu cũng đau. Bé nó ngủ nãy giờ đó. Nó đặt tên con chưa? Như vừa nói thì nó tên là Kim Ran. Kim Ran hả? Dạ. Kim Ran Kim Chun. Kim Ran Kim Chun hả? Dạ, cái đó là cái mình chọn là tên mô Kim Ran hay là Kim Chun. Này cuối. Đó tùy theo, bởi vì đâu ai làm giai sinh, chưa ai làm giai sinh mà. Chưa làm giai sinh. Dạ, chỉ nói của vậy thôi. Thì trời, mình chỉ đưa ra mấy cái tên đó là mình chọn thôi đúng không? Dạ. Thì đây là để tham khảo vậy thôi. Đặt tên tham khảo. Rồi bữa đó là Chen vô nuôi vợ hay sao? Dạ. Chen có nuôi được không? Thì cho dù không nuôi được thì cũng phải cố gắng, đâu có ai mà xuống nuôi. Đâu đây mẹ thì cũng già rồi. Vô bác sĩ có nói gì không? Dạ, bác sĩ thì cũng thấy Chen đi nuôi tưởng trợ Chen không làm được gì hết. Thấy cái tỉnh thế này lắm. Họ chỉ nói vậy, nhưng mà bên bác sĩ cũng có, họ cũng có giúp đỡ này cho đỡ kia. Bữa trước là Chen biểu diễn ẩu thuật xiếc công phu. Dạ. Là đâm cái móc câu vô cái cổ, quý vị thấy coi cũng nhiều người cũng sợ. Dạ. Nhưng mà nó bình thường đúng không? Dạ. Cái cổ giờ nó cũng không có gì hết. Dạ. Do là cái cổ của Chen đó là nó cũng chai luôn. Có chai. Sạm luôn rồi. Bữa trước cũng không có được thành công. Tại vì cũng cái đồ dùng đó không có được như mong muốn, được như ý kiểu mong muốn. Nó vừa mới tìm kiếm lại vậy. Lúc trước là Chen một ngày như vậy là bìa làm 4-5 lần như vậy đúng không? Dạ, lúc đi chiến diễn trường này kia thì họ đêm này phải 4-5 lần để cho họ nhìn. Bây giờ cháu ngủ rồi hả? Dạ. Con mắt của em bên đó có nhìn thấy không? Không. Không hả? Dạ. Bây giờ nó kéo xuống rồi không? Ngày càng xuống. Càng nhìn mờ mờ. Nó xuống rồi không thấy luôn hả? Dạ. Trời ơi. Bây giờ chỉ thấy một con thôi. Cái nó là càng ngày nó càng kéo dài xuống đúng không? Dạ. Lúc trước là nó dài xuống và đã phẫu thuật được 2 lần hả? Dạ. Bây giờ chỗ này có gió, cửa rồi có gió, không đóng cửa lại chứ, để gió vô. Dạ, cái miếng cánh đập lệp lòng này kia, phải lòng quá. Ở trên, người trên vùng cao này là mấy khi anh đi làm trên Tây Giang đó, người ta mới sinh có mấy ngày mà người ta bồng ra giang gió rồi. Dạ. Không có kiên cử như người ở dưới đồng bằng. Ở dưới đồng bằng là người ta sinh là người ta ở trong bụng cả mấy tháng, 3 tháng luôn á. 3 tháng, đúng giống như mẹ kể hồi trước là sinh cho mấy anh em thì cũng vậy. Thì chỉ ở nhà cũng là có lúc là cũng 2-3 ngày là được, là được ở nhà. Có lúc thì chỉ sinh một ngày rồi đi làm luôn. Đi sinh cái khổ, luôn hả? Vì khổ quá. Gia đình khổ trước đây, không phải bây giờ. Bây giờ sướng hơn hồi xưa đúng không? Dạ, bây giờ sướng hơn hồi xưa. Lúc xưa là bác là sinh xong 2-3 ngày rồi đi làm rồi. Hồi xưa là khổ hơn. Dạ. Chà cả râu, chà than. Bà nói là kia là anh không có gì, chỉ có anh là anh sắn thôi. Anh sắn thôi hả? Dạ. Không có lúa gạo hả bác? Cả. Trong rừng bơ thì ngày ạt lượt. Được bơn, thành bơn rồi về, cho dị già. Bà nói là không có lúa gạo, không có gì để ăn. Chỉ ở nhà cũng là 2 ngày bà đi kiếm thức ăn này, phải tìm sắn, tìm này kia để về nấu làm ăn, đồ ăn, thức ăn.
Chứ lúc lúc trước là không có trồng lúa hả? Vậy okay. Trồng lúa, giờ lúa cái lo này nục hay đồng ở đục dịt thì cho. Giờ cá về rồi thì trà, lo này hay đồng hay lòng để nục hay thì cần. Lúa. Chọc trời cây chọc thì nhà bè đi, lượt cái bờn này. À, nó về hình chụp cả râu, cả mà à mà con nục cái nhà hình chụp. Ấm ơ, mẹ nói là kiểu đó là lúa thì có trồng lúa, nhưng mà trồng lúa để mà kiểu là để mình đưa cho họ làm cái nhà, làm nhà làm này đâu, bởi vì đâu có tiền đâu, phải dùng lúa để đổi. À, làm lúa là để đổi, dạ. Đổi công đó. Dạ, lúa để đổi công này làm ra được cái nhà thế này. Ừ, làm nhà là mình lấy lúa mình đổi dạ. Cái tiền. Dạ. À. Là chủ yếu là ăn sắn ăn khôi thôi. À. Dạ. Thôi bây giờ thì cũng đỡ hơn rất là nhiều so với lúc xưa đúng không? Đúng rồi, bây giờ thì đỡ hơn, thì dù đúng là cũng khổ, nhưng mà khổ bây giờ thì khổ cũng đỡ hơn xưa. Bây giờ là tối hai vợ chồng nằm đây ngủ luôn hả? Dạ, tối thì đây ngủ. Đây là chuyện của hai vợ chồng. Thì hôm nay hai vợ chồng cũng đó có một đứa con với nhau, rất là dễ thương với nhau rồi ha. Dạ. Thì đó cũng là niềm mong ước của hai vợ chồng từ trước đến nay đúng không? Dạ. Em có con rồi, em có mừng không? Dạ, em mừng lắm, em mừng. Hồi lúc có con ở bệnh viện em cũng nghe vợ kế cứ kêu la, em cũng rất nước mắt. Bởi vì họ chưa chịu đi mổ, bác sĩ y tá thì mấy cái y tá thì cứ kêu là anh nói rằng cứ ra làm, nhưng chỉ có mình có đứa con mà không chịu nhịn. Bởi vì nó nghe đau nó không ra được bé, mà tới đến lượt tới bác sĩ thì kia tới thì bác sĩ tới thì mới thấy thôi, nói là đưa đi mổ đi. Đưa đi mổ hả? Dạ. Vô là không sinh được hả hay sao? Dạ, bởi vì nó nói là không sinh được. À, bác sĩ nói không sinh được hay sao? Dạ, bác sĩ nói không sinh được mới mổ. À. Dạ. Rồi vô cái vô hình hài mổ. Của hình hài của vợ như vậy, rồi vô người ta có nhìn, người ta có nói gì không? Chắc cũng có chứ ha. Dạ. Chỉ mà cho dù cái nước có thì cũng không nghe gì đâu, bởi vì họ đưa vợ thì vợ đưa phòng họ đóng cửa hết rồi mà. Mình chờ ở ngoài. Thôi hôm nay thì anh cũng đến đây biết hai vợ chồng với lại bé xuất viện về nhà. Dạ. Anh cũng đến thăm. Anh lặn lội đến đây thì nói chung đường xá nó cũng xa xôi vất vả. Dạ. Đi sáng giờ mà cũng hơi xa đó. Dạ. Nên cái thời gian nó tới nó cũng không được cái lâu quá. Thì hôm nay cũng đến thăm, cũng như là anh thay mặt các nhà hảo tâm anh gửi thêm cho hai vợ chồng một cái khoản tiền nữa. Dạ, dạ. Ha. Dạ. Rồi thì Phi chia sẻ hoàn cảnh của hai em lên, cũng được rất là nhiều cô bác anh chị từ trong nước lẫn ngoài nước là quan tâm và gửi về một cái khoản tiền để giúp đỡ thêm cho hai vợ chồng, lo cho con, lo cho vợ về sau. À, rồi vài bữa là em Trăng á là có cái dự định gì không? Dạ em thì em về đây là trong chui thì có khả năng là đưa vợ, chủ yếu là đưa về đây đưa con là kiểu để thông báo, kiểu là thông báo cho tổ tiên này kia. Bởi vì con vừa mới sinh, để cho bên tổ tiên thờ cúng ông bà trước đây là biết ra con cháu của mình là con cháu mới, mình báo cáo cho đó. Nếu mà làm được sau này, nếu mà đi được, có tiền đi thì xuống đi xuống với vợ, đi xuống kiểu là chắc là nếu hết Covid thì cũng sẽ đi buôn bán này, vé số này kia. Được một hai là thì xuống nhà chị Lệ làm bởi vì nhà chị Lệ cũng nhiều khu vườn này kia hoài làm xin làm. Thưa quý vị cũng đã thấy chân của Chen này. Dạ. Lúc trước là tay nạn gãy khúc này đúng không? Dạ. Đây, gãy khúc này luôn nè. Cái chân kia có không? Dạ không ạ. À, chỉ vậy chân này nó lõm vô hả? Dạ. Nó lõm vô cùng nó bị kề như thế này luôn, nó kề như thế này. À, cái xương nó gãy như thế này luôn hả? Dạ, nó kề. Cái tay cũng bị đúng không?
tay tay cũng bị tay cũng bị gãy khúc nào đây chỗ này, này hả? Thì bây giờ Chen là đi đi đứng cũng không được bình thường, bước thấp bước cao, sức khỏe cũng không có còn là mạnh khỏe như lúc trước. Bình thường thanh niên ở đây là đi làm keo đúng không? Nhưng mà Chen thì không có sức khỏe nên cũng đi giữ mấy con bò, thỉnh thoảng đi giữ mấy con bò dùm cho người ta đúng không? Nên ở trên này thì cái cuộc sống mà hai vợ chồng ở trên này thì chắc chắn là nó sẽ rất là khó khăn. Như vậy thì Chen cũng có ý định là đợi cho bé nó cứng cứng ha. Dạ, để cho bé cứng, để cho nó bàn. Vài tháng nữa hả? Dạ, kiểu để cho bà, nếu bà nuôi bà được, cả giữ được thì cho bà giữ, nó không thì đem xuống. Đem xuống dưới đồng bằng nó rồi sinh sống buôn bán gì đó với nó. Dạ, thuê nhà trọ đồ này kia. Ok, thì anh gửi thêm cho hai vợ chồng trên một khoản tiền nữa. Thì cái số tiền này chắc chắn là nó sẽ rất là lớn đối với gia đình của Chen. Tại vì hôm bữa Phi gửi cho vợ chồng Chen số tiền 15 triệu đồng á, là hai vợ chồng cũng rất là vui mừng vì cũng lần đầu nắm được cái số tiền lớn như vậy đúng không? Đúng là lần đầu đó, lần đầu và lần đầu tiên cả đời chưa bao giờ thấy có số tiền đâu mà cầm trong tay. Thì hôm nay anh sẽ gửi thêm một cái khoản tiền nữa, nó lớn gấp mấy lần như vậy nữa. Bây giờ anh đọc cái danh sách các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai vợ chồng ha. Rồi Phi xin đọc cái danh sách ha. Là gồm có là nhóm các bà, các cô, các anh chị ở bên Canada gửi về 30.500.000. Là gồm có là bà Duyên Ngọc Nữ, cô Dung Bửu, cô Thu Lương, anh chị Tân và Lan, cô Hồng Đính, cô Kim Liên, cô Ngọc Thanh. Thì các cô chú anh chị này là muốn gửi về đây là muốn cái công đức này hồi hướng về thiền sinh Đinh Văn Tân được về cõi Phật. Đó là các cô chú ông bà là gửi về là muốn giúp đỡ cho vợ chồng của Chen đó, là muốn cái công đức này là hồi hướng cho thiền sinh Đinh Văn Tân về nơi cõi Phật. Đó. Rồi. Tiếp theo là có mày em cảm ơn các nhà hảo tâm ạ. Em gái ở Lấp Vò, Đồng Tháp là 1 triệu. Cô Nhà Nguyễn ở bên Mỹ là 100 đô là 2.3 triệu. Chị Dung Cathy ở bên Mỹ là 500.000. Chị Phương An ở Hưng Yên là 200. Chị Son là 1 triệu. Cô Dung Nguyễn là 1 triệu. Cô Tám và chị Tâm ở bên Mỹ là 500.000. Cô Cherry Nga ở Na Uy là 200 đô là được 4.6 triệu. Chị Hạnh ở quận 9 Hồ Chí Minh là 1 triệu. Chị Hoa là 2 triệu. Chị Yến là chị Yên gì đó chuyển khoản cho Phi 800.000. Gia đình của dì Năm ở Sydney, Úc là 5 triệu. Gia đình của Minh Mẫn ở bên Mỹ là chị Nguyễn Lan Anh á, liên lạc với Phi á, bên Viber á, là gửi 5 triệu. Chị Lê Thị Thúy nếu ăn Lan Anh là gửi 1 triệu. Một chú có số phone, số điện thoại là 0903 683881 gửi 1 triệu. Em Vĩnh Uy gửi 1 triệu. Và chị Liên ở bên Úc gửi 200 đô Úc là được 3.3 triệu. Tổng số tiền là 61.700.000. Vậy em cảm ơn gia đình nhà em, cảm ơn nhà hảo tâm ạ. 61.700.000 thì cái số tiền nó rất là lớn đúng không? Rất là lớn đối với rất là lớn. Đây là 20 triệu này. Em cầm trước ha. 20 triệu tiền 200 nha. Thank you.
40 nữa là 60. Dạ, cảm ơn anh nhé. 61.700.000 đúng không? Dạ. 61.700.000. Đây là 61.000.000 nè. Dạ. 500 nè, còn 200 nữa. Dạ, cảm ơn anh nhé. Em thấy thế nào? Nói đi. Dạ, cảm xúc của em bây giờ rất chi là vui ạ. Bây giờ em không biết phải nói như thế nào nữa. Cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã cho em ủng hộ, gửi cho em những số tiền như thế này. Em hứa em sẽ làm những công việc có ích và nuôi những đứa con cho khỏe mạnh, cho gia đình, cho vợ, để được sống cho vui vẻ hơn, cuộc sống an lành hơn, và cho bà già được này đừng ăn ăn uống đủ đầy, đừng có giống như trước đây nữa. Bây giờ em cầm số tiền lớn đó, em có hồi hộp không? Dạ hồi hộp ạ. Em chưa bao giờ cầm những số tiền như thế này. Như vậy là tổng số tiền mà hai đợt Phi giúp cho vợ chồng của Chen là cũng được 76.700.000 đó ha. Thì bác thấy có vui không bác? Nó vui, mình lấy vui ca. Vui. Vui. Bà cảm ơn nhiều. Dạ. Anh là con chồng chỉ cảm ơn vợ. Bác mẹ của Chen là không nói được tiếng Kinh hả? Dạ không ạ. Mẹ nói là mẹ không biết cảm ơn như thế nào nữa. Cảm ơn nhiều lắm. Các lấy bàn cả trận tiền, ngày ăn mà tiền lấy bàn cả trận, dứt nghiên nghe dứt, hồi dù mới đích cả cả. Đó nói sao? Bác nói là chưa bao giờ từng cầm tiền như thế này, mà nếu đó có như 10.000, có tờ 10.000 là đã nhiều, đã nhiều lắm rồi, đã thích rồi, đã vui rồi. Cầm tờ 10.000 là thấy vui rồi hả? Dạ, thấy vui rồi, bởi vì chưa từng biết đến tiền, chưa từng cầm tiền. Như vậy rồi Chen có cho mẹ không? Dạ có ạ, phải cho mẹ kêu mẹ. Cho mẹ ít tiền mẹ ăn uống ha? Dạ. Thấy mẹ cũng tội thì dạ. Ôi gặp lần mẹ không cả. Em cố có muốn nói gì không? Cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ con, cảm ơn mẹ. Thôi cố gắng lo cho con ha. Cảm ơn anh Phi ạ. Sao cái mũi của bé nó có cái gì đỏ đỏ vậy? Không biết, từ lúc trước vẫn cứ thấy một bên mũi nó có cái đỏ đỏ. Bên mũi nó có cái gì đỏ đỏ hả? Dạ. Rồi bác sĩ có nói gì không? Dạ, ông không nghe bác sĩ nói gì hết ạ. Một bên của mũi nó có cái... Nó có mà. Thôi, cố gắng rồi lo cho con, lo cho vợ. Dạ. Để dành tiền đó rồi... ví dụ mua con bò, con gà, con vịt gì đó mình về mình làm, mình chăn nuôi. Mình không có lao động nặng được thì mình làm những việc nhẹ ha. Cắt tiền cho cẩn thận ha. Nhìn hai vợ chồng của Chen cũng rất là tội nghiệp quý vị. Người chồng thì bị tàn tật, còn người vợ thì mắc phải cái căn bệnh lạ. Hai vợ chồng cũng rất là khó khăn khi mà ở trên cái vùng miền núi này thì cái điều kiện nó cũng không có nữa. Nó thì hôm nay là cũng đã sinh được người con. Hai lần trước là cũng đã bị sảy thai và hôm nay thì cũng đã sinh ra được đứa con đáng yêu rồi. Thì hôm nay cũng đến chúc mừng cho hai vợ chồng ha. Dạ. Chúc mừng cho bác có thêm đứa cháu nội. Cảm ơn anh Phi ạ. Anh Phi cảm ơn các nhà hảo tâm ạ. Đã ủng hộ cho hai vợ chồng em ạ.
Rồi rồi ví dụ bữa sau mà hết dịch rồi rồi Chen có muốn đi theo lại cái đoàn xiếc không? Dạ, nếu còn làm thì cũng muốn, bởi vì cũng không có việc gì để mà làm nên chẳng phải đi làm việc đó. Như cái đi theo đoàn xiếc đó rồi mình cái thu nhập nó có ổn định không? Cũng tùy theo, bởi vì theo khuyết tật đi làm bên đoàn kiểu như khuyết tật thì nó không ổn định mấy, kiểu như là có lúc không có thì mình ăn, không có thì mình không đòi hỏi gì nhiều. Đó. Nói chung mình đi để được họ nuôi ăn nuôi ở đúng không? Rồi mình đi chỗ này chỗ đó lâu lâu cũng có được ít tiền. Dạ. Nhưng mà cái tình hình dịch như thế này thì không biết có còn được đi diễn nữa hay không. Dạ. Yeah. Rồi thôi anh cũng xin phép anh về chứ đường xá cũng xa quá. Dạ. Yeah. Ha, con xin phép bác nha. Dạ. Yeah. Rồi thì cảm ơn con. Dạ. Yeah. Rồi cố gắng lo cho vợ lo cho con ha. Dạ. Yeah. Bây giờ mình cũng yếu thế rồi thì mình làm sao cho nó còn có món rồi đó thì mình làm sao đó cho nó, nó có cái công việc nó ổn định, có cái thu nhập ha. Dạ. Lúc trước là Chen học tới lớp mấy? Dạ, học tới hết lớp 12 rồi. À, học tới hết 12 hả? Dạ. Như vậy mình cũng có kiến thức mà đúng không? Dạ. Mình trồng trọt, mình chăn nuôi gì đó cũng được, nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt gì đó, trồng cái gì đó ha. Dạ. Cố gắng ha. Dạ. Rồi, ok thì hôm nay Phi cũng xin thay mặt cho vợ chồng em Chen và em Cố cũng gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hai vợ chồng có được cái khoản tiền rất là lớn để hai em có cái điều kiện lo cho con, lo cho vợ có cái điều kiện hơn trong cuộc sống. Phi cũng xin mấy chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Rồi, Phi xin phép dừng clip tại đây ha. Xin mến chào và hẹn gặp lại.